Giữa thời nhà Tống có một bức tranh nổi tiếng truyền từ thời nhà Thanh từng bị trộm mất. Thời kháng chiến, bức tranh này xuất hiện trong tay của vị tướng Nhật Bản Yamashita. Trong lúc người Nhật đang nghiên cứu vũ khí virus, 100.000 người dân Trung Quốc bị xem là vật thí nghiệm. Cuối cùng, Nhật Bản thua trận. Yamashita mang ký lục của những thí nghiệm tàn bạo đó, toàn bộ giấu trong bức tranh này. Trải qua nhiều năm quay chuyển, rốt cuộc bức tranh ấy cũng trở về Trung Quốc. Bí mật trong tranh tuy chưa được bật mí, nhưng người Nhật đối với việc ấy luôn canh cánh ở trong lòng. Không cần căng thẳng, hôm nay sẽ không có việc gì đâu. Sao còn chưa tới nữa? Mọi người chú ý, có một chiếc thuyền đi ngang mạng lưới phòng tuyến của ta. Mọi người nâng cao cảnh giác. Đến rồi, đến rồi. Qua đây, nhanh lên. Đi thôi. Lữ đại ca, thật ngại quá, bác huynh phải đích thân đi một chuyến, coi hàng đi. Ta chỉ có hứng thú với bức tranh đó thôi, những chuyện khác, tao giao hết cho mày đó. Được. Được rồi. Bao vậy? Tiêu rồi, bức tranh này mày giữ trước đi.
Đại ca, làm sao đây? Tụi bay chặn cửa trước đi. Đi mau. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi mau. Theo tôi về. Đồ chết tiệt, ta đánh chết cô. Vẫn còn người bên đó, mau đuổi theo. Đuổi theo đi. Nhanh lên. Vụ án này cô điều tra 3 tháng rồi. Vừa nói có chứng cứ, vừa nói có kế hoạch rõ ràng, vừa nói nắm chắc 9-10 phần, vừa nói mang vinh quang cho nước nhà. Đúng là tôi nói. Bây giờ không có được vinh quang, làm sao tôi ăn nói với cấp trên đây? Tôi muốn xin nghỉ. Còn muốn xin nghỉ? Tôi đã làm nhiều năm như vậy, bây giờ là lần đầu tiên xin nghỉ. Được, đi đi, đừng có phiền tôi nữa. Cô đi luôn đi, đừng có quay về đây nữa. Bây giờ Nhật Bản chỉ muốn lấy lại bức tranh đó về. Nếu không có bức tranh đó, những hàng hóa khác đều không cần nữa. Em nói phải làm sao đây? Chỉ cần một lần thôi là chúng ta cũng lỗ vốn rồi. Anh qua hỏi Tử Hùng rồi, hắn nói không có bức tranh đó. Thật ra có lấy không thì hắn tự biết. Thứ nhất, anh tự đi hỏi A Hùng, làm sao tôi biết được? Thứ hai, hắn có mất hay không? Không cần anh nói cho tôi biết, tôi có thể tự điều tra được. Điểm đó tôi không bằng hắn. Bởi vì hắn là nhân tài, không phải nô lệ. Chồng tôi hôm nay được chôn cất. Anh không cần gấp gáp như vậy đâu. Nhìn cái gì? Làm ơn đi. Chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ hả?
Mày bị điếc sao? Có hiểu tiếng người không? Đánh đi, ra ngoài chơi luôn. Con kia đụng nhầm người rồi. Tao không đánh mày làm gì cho bẩn tay, xem ai hơn ai. Tao gọi đại ca của tao ra xử lý mày. Mày liệu hồn đó, cứ đứng đó đi, chờ tao xử mày đây. Mày chết chắc rồi. Đại Long, con này dám gây sự với em đó. Em đợi anh đến xử nó, để nó biết thế nào là giang hồ, cho nó tan xác luôn đi. Dám hỗn láo. Đại tiểu thư, xin lỗi cô, tôi sẽ xử lý con này đến nơi luôn. Đi theo tao. Còn hỗn láo. Anh định đi đến chừng nào mới về? Cũng chưa biết. Chưa biết là sao? Anh sẽ về sớm. Nó có thật lòng không đó? Anh sẽ cố gắng sắp xếp mà. Để anh sắp xếp đến khi nào nữa đây? Anh có biết làm vậy em sẽ lo lắng lắm không? Anh sẽ cố gắng mà. Nhưng không thể trong ngày một ngày hai được. Em hãy đặt lòng tin ở anh. Anh sẽ về sớm thôi. Em ngủ sớm đi nha. Em vẽ cái gì vậy? Chân dung của một người bạn cũ. Nhìn quen lắm. Chỗ này thêm vài nét sẽ đẹp hơn. Ở bên đây nè. Được rồi. Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại lần sau. Anh ơi, ở đây có ai giống người này không? Tôi chưa thấy bao giờ. Anh cố nhớ lại xem, từng qua đây lần nào chưa? Tôi không biết, tôi mới vào làm việc ở đây thôi. Em tìm người yêu hả? Tôi quen người này đó, anh có thể cho tôi biết không? Được, nhưng em phải uống với anh vài ly rượu rồi anh mới nói. Đồ khốn, tôi không thèm nói chuyện với loại người như anh. Vậy thì không nói cho cô biết, chúng ta đi thôi.
trả bức ảnh cho tôi. Tôi đem nó cho em trai của tôi rồi. Nè, mang cô gái nhỏ đến đây. Đừng sợ, cô gái nhỏ để đây an toàn lắm. Đến đây, ta nói cho cô biết, em trai ta ngoan lắm đó. Lão đại mau chóng trả cho mọi người đi. Dám giỡn mặt với tôi hả? Bà cô này, dám đánh hả? Trả lại đây, đừng có chạy nha. Bên này, nhanh lên, đừng có chạy. Trả cho tôi. Trả lại cho tôi đi. Đừng có chạy nữa. Đừng có đuổi theo tôi nữa. Vậy thì anh đừng có chạy nữa. Tôi mệt lắm rồi. Không chạy nữa. Không chạy nữa. Chạy hết nổi rồi. Không chạy mới lạ đó. Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo nữa. Nơi này thoải mái như vậy, cần hai người đồng hành mới được đó. Tôi không chạy. Tôi không chạy nữa đâu. Không chạy mới lạ đó. Cầu xin các người đừng đuổi theo tôi nữa. Các người về nói cho miệng lớn biết số tiền của hắn. Ngày mai tôi sẽ trả lại cho hắn. Không cần biết miệng lớn nào, đem bức ảnh trả lại cho tôi. Bức ảnh? Trời ơi, có giỏi thì qua đây lấy đi. Ở đây nè. Nè, lấy đi. Trời ơi, ở đây rất nguy hiểm. Hai cô sợ rồi sao? Nếu rớt xuống sẽ rất khó coi đó. Cho hắn xuống dưới đi. Đừng mà, đừng mà. Sao hả? Dám ăn hiếp phụ nữ nữa không? Đừng mà, đừng mà. Đừng thả tôi xuống dưới. À, chết tôi rồi. Đau quá. Gãy chân rồi. Đi thôi. Gãy chân tôi rồi. Ê, vẫn không sao. Thôi đi, bức ảnh có thể rửa lại mà. Thật không ngờ, vì một bức ảnh đuổi hết mười mấy tầng lầu. Tôi không có kêu cô đuổi theo. Không sao, dù gì tôi cũng không sao mà. Thôi, chúng ta đi. Nè, sao không có tâm trạng vậy? Chúng ta đi chơi đi, được không? Cô muốn đi sao? Vậy tôi đưa cô về. Lại đây, lên xe đi. Tôi tự về được rồi. Tôi có xe mà, cô lên xe đi.
Nhanh lên. Người nhà cô đâu? Không phải cô không nhớ bản thân ở đâu đó chứ? Phía Bắc. Nơi nào phía Bắc? Thành Thái Cổ. Đúng rồi, thành Thái Cổ. Đến rồi. Cảm ơn. Sao không lên đi? Không mang chìa khóa hả? Gọi điện thoại cho người nhà mở cửa là được rồi. Ờ, đúng đó. Trễ rồi, sẽ làm người nhà thức giấc hả? Phải. Lên xe đi, chúng ta đi ăn khuya. Cũng được. Cảm ơn, tôi xuống xe ở phía trước. Tự về được rồi. Tự về sao? Không sợ bị cảnh sát bắt hả? Tôi đã sớm nhìn ra rồi. Bây giờ cô có Sway Bay và phía Bắc cô cũng không rõ. Đừng có đóng kịch với tôi nữa. Tôi nghĩ là cô vượt biên từ Trung Quốc qua rồi. Tôi nói không sai chứ? Ông trời phù hộ. Chúng con tốt nhất là đừng gặp cảnh sát. Trời, sao xui xẻo dữ vậy? Cô thấy không, phía trước có cảnh sát kìa. Ngồi yên nha. Dừng xe. Nè, dừng xe đi. Dừng lại. Dừng lại. Bây giờ chúng ta đi thôi. Còn xe thì sao? Đi đi. Xe phải làm sao chứ? Thì khai báo mất. Tại sao phải làm như vậy? Vượt trạm là phạm pháp đó. Người vượt biên cũng phạm pháp luôn. Nè, tôi có giấy thông hành. Cô có giấy thông hành sao? Tại sao không nói sớm một chút? Đi thôi. Nhà ở đây nhất định rất đắt đỏ. Đúng vậy. Cả đời người cũng không mua nổi đâu. Có người thì ở trên đó một chút là có thể mua được mấy tầng lầu rồi. Con gái Hồng Kông kiếm tiền rất dễ. Quan trọng nhất là có chịu kiếm tiền hay không. Tôi không phải đến để kiếm tiền. Tôi đến để tìm người. Đánh chết nó. Cô đang chơi game gì vậy? Game này rất dễ chơi. Thử đi. Cô cầm một bức ảnh đến tìm người là chuyện rất khó khăn. Hơn nữa bây giờ ngay cả ảnh cũng không có, làm sao mà tìm đây? Tôi chỉ đến để thử vận may thôi. Nếu không có thì quay trở về. Dù gì cũng nhiều năm như vậy rồi. Đi một chuyến để giải quyết nỗi lòng. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều chuyện nữa. Không thì như vậy đi, tôi mời cô uống rượu. Không được, tôi chỉ uống một chút là say rồi. Tôi nói thiệt đó. Tôi không có gạt cô đâu. Tôi không tin. Cô nói cô không biết uống rượu mà. Sao mà uống không say vậy? Tôi từng uống một ly say tới 3 ngày 3 đêm luôn. Rượu gì vậy? Mau đài đó. Được rồi, tôi uống rồi đó, đừng nói nhiều nữa. Tới cô rồi nè. Đừng gấp, đừng gấp.
Chúng ta chơi quản tù tì đi. Quản tù tì hả? Chơi đi, tôi không biết. Chơi đi. Sáu ông trời, bảy cái cầu, tám con ngựa. Cô thua rồi. Uống đi. Kéo búa bao. Akilamahe. Kéo búa bao. Akilamahe. Lần này cô thua rồi. Cô phải uống đó. Cô có phát hiện ra thật ra con trai đều rất kỳ lạ hay không? Cô có được hắn chưa chắc đã có được trái tim của hắn. Nè, con trai thì có gì tốt chứ? Cô phải đợi hắn nhiều năm như vậy. Đúng vậy. Hai năm trước tôi gặp được hắn. Hắn không có tiền, không có đẹp trai, đầu óc cũng ngu dốt. Toàn nói những điều vô nghĩa. Nhưng trong thâm tâm tôi lại rất thích hắn. Cô xem có kỳ lạ hay không? Tình cảm bây giờ của cô rất tốt sao? Nếu tốt thì đâu có ngồi đây uống rượu với cô. Cái này tôi nhìn ra được mà. Nếu cả hai đã sắc son chung thủy thì chỉ cần ngày đêm bên nhau. Hai câu này tôi không hiểu cho lắm. Nhưng mà tôi hiểu ý của cô. Chúng tôi không phải cam tâm tình nguyện, mà là nhất mực chung tình. Tôi cho cô xem ảnh của hắn nha. Tôi không xem đâu. Nếu muốn xem, gọi điện cho hắn đến đây là được rồi. Tôi nói rồi, chúng tôi nhất mực chung tình đó. Cô nghe không hiểu sao? Hắn sẽ không bao giờ đến đây đâu. Nếu tôi là cô, cuộc gọi này tôi nhất định sẽ gọi. Đến hay không, ít nhất tối nay còn có thể ngủ ngon. Số mấy? Nói cho tôi nghe, tôi sẽ gọi giùm cô. 3817131. Cái gì? 3817131. 3817131. Được rồi. Gọi được rồi tôi mới nghe. Gọi được rồi cô nghe đi. Không có ai nghe máy. Thôi ngủ đi. Nè, đại dĩ, hình như bức tranh đó là thật. Tôi định tuần này ra tay. Không thể nào, người Nhật tuần sau mới tới mà. Có đường khác không? Anh cần tiền xài đến như vậy. Tôi dạy anh một con đường phát tài. Làm ra bức tranh giả là được rồi. Để tôi nghĩ xem.
Anh ấy là bạn trai đầu tiên của cô sao? Hai người có phát sinh quan hệ chưa? Nói cho tôi biết, rốt cuộc có điểm nào tốt vậy? Mau nói đi. Tôi cảm thấy hắn chỗ nào cũng là ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất là biết vẽ. Bạn trai tôi cũng biết vẽ đó. Tôi không thích nhất là anh ấy chỉ vẽ cho anh trai của tôi. Nhưng mà sau đó hắn cũng không cần vẽ nữa. Tại sao? Bởi vì anh trai của tôi chết rồi. Không sao đâu, tôi biết sớm có ngày này rồi. Tôi thường nói với bản thân mình, coi như anh ấy di cư rồi. Nhưng di cư rồi vẫn còn cơ hội gặp lại mà. Lúc tôi muốn gặp, anh ấy cũng không còn nữa. Anh trai của tôi là người thân duy nhất của tôi. Oshika, có. Trải qua thí nghiệm vừa rồi, tôi quyết định phái cô đi giao dịch ở Hồng Kông lần này. Chỉ có thể thành công, không được thất bại. Rõ chưa? Rõ. Ở đây có 4 tầng. Quầy số 21 có 50 tờ. Doanh thu hàng năm hơn 10 triệu. Giá cả tương đối hợp lý. Các người mua chiếc thuyền này rồi, tôi tin rằng trong vòng 1 năm có thể về được Nhật Bản. Các người hãy suy nghĩ đi. Được rồi. Cô Tây Hiệp, đại tiểu thư đến rồi. Cô biết tôi kêu cô tới mấy giờ không? Cô mới thông báo cho tôi. Tôi đến là giữ thể diện cho cô rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ có thể ký hợp đồng rồi. Ký hợp đồng? Hợp đồng gì? Tôi muốn bán việc kinh doanh của anh trai cô để phát triển lĩnh vực khác. Cô đừng mong chiếm lợi từ tôi. Bán phần của cô là được rồi. Ai chiếm lợi từ cô? Cô chiếm bao nhiêu? Tôi cho cô tiền là được chứ gì. Lúc anh trai tôi còn sống, đối xử rất tốt với cô. Anh ấy vừa mất, các cô đã muốn chia gia tài rồi. Cô còn là con người không vậy? Cái tát này là thay anh trai cô đánh. Vì cô không biết phân biệt lớn nhỏ.
Có giỏi thì nổ súng đi. Nói lại lần nữa. Cảnh sát đến rồi. Ngài đại giá Quang Lâm có việc gì? Nghe được tình báo có hoạt động phi pháp. Chúng tôi rất tuân thủ pháp luật. Thuyền còn ở Hồng Kông, chúng ta không thể đánh cược được. Bất quá có người muốn đánh nhau, đó là chuyện của gia đình thôi, không cần anh quan tâm. Tranh chấp trong gia đình các người tôi không quản đâu. Bây giờ tôi tố cáo các người cất giấu vũ khí trái phép, mang súng dục xuống biển, không tìm được bằng chứng không làm gì được đâu. Cô Lư, mời cô về làm nhân chứng cho chúng tôi. Có vấn đề gì không? Hết cách rồi. Không biết là ai lúc nãy chỉ súng vào tôi. Anh cảnh sát, cô ta ăn cắp gà của tôi đó. Con gà này là của tôi mà. Để một chút đi, là của tôi, không sao. Tiểu thư, có hột quẹt không vậy? Tôi không biết hút thuốc. Ờ, không sao đâu. Ờ, quên mất, ở đây không được hút thuốc. Cô à, cô phạm tội gì vậy? Tôi đến giúp cảnh sát điều tra. Vậy là nhân chứng đen rồi. Nhìn bộ dạng của cô không giống loại người đi nói xấu người khác. Cô nhất định không thích người ta. Là ả không thích tôi. Có những lúc mình không thích người khác, người khác mới không thích mình. Cô sẽ nói hết những chuyện xấu của bọn họ phải không? Không thì đến đây làm gì? Tốt nhất là như vậy. Anh phạm tội gì? Tôi đến đây để ghi chép lời khai giùm cô. Thì ra anh là cảnh sát. Sai rồi. Cô nên nói tôi là cảnh sát hoàng gia Hồng Kông mới đúng. Cô thì biết cái gì? Láo cá. Cô đừng hiểu lầm. Xem thử cô có thành ý hợp tác với cảnh sát hay không. Bây giờ có đáp án rồi. Có thể ghi chép lời khai. Tôi phải mời luật sư đến. Được, đợi đi. Đại tiểu thư có chuyện gì? Tôi phải kiện hắn có thái độ dữ tợn. Được, không thành vấn đề. Cô muốn tố cáo tôi? Cô có biết con người tôi? Từ đó đến giờ không tham ô, không cờ bạc. Với lại cục trưởng của tôi sẽ không tin lời cô nói đâu. Còn dán cho mình một tai họa lớn. Mày thường xuyên nổ ràng có cách cô gái. Lần này mày bị người ta chơi rồi. Tiểu Bo, báo thù mà anh nói phải là cua được người ta rồi bỏ không? Không phải, lần này có chút đặc biệt. Bo à, anh đừng có dạng miệng như vậy nha. Tôi phải kết hôn với cô ta. Còn phải làm cho cô ta sinh con. Để đến khi già úa mới đá cổ. Tôi muốn ả, gả cũng không được. Làm kỹ nữ cũng không ai thèm. Cái thằng quỷ sứ này xấu xa thiệt đó. Tôi nói giỡn thôi. Trừ khi kêu tôi bảo vệ cổ, nếu không thì cũng không có cơ hội theo đuổi đâu. Anh Bo, cục trưởng hạ lệnh cho đội của anh bắt đầu từ ngày mai bảo vệ nhân chứng đen Lư Tái Phụng. Không phải vậy chứ? Nói trúng thiệt rồi kìa. Mau cho tôi số đi, đi mua giấy số nè. Nói nhanh đi. Giấy số hả? Từ 1 đến 45 đều có cơ hội trúng đó. Nhảm nhí, ai mà không biết. Mười, 11, 12, 13 à, một con chưa ra đó. Bồi thường gấp đôi nha. Tại anh hết đó. Đền cho anh gấp 3 luôn nè. Ngồi xuống chơi đi. Làm gì vậy? Chơi thì các người chơi đi. Nhỏ tiếng một chút được không? Không thấy người ta đang ngủ sao? Nói gì chứ, ảnh hưởng người ngủ hả? Ảnh hưởng anh cua gái thì có. Đừng quan tâm tới hắn nữa, cứ chơi đi. Cái tên kia, láo cá thật. Nói ít một chút đi. Giận hả? Anh hùng cô gái. Sao thấy không phục hả? Nói cho các người biết, một người đẹp trai như tôi, cô gái không thành vấn đề. Nhìn thấy được rồi. Đứng im.
Đứng yên đó. Tôi thắng rồi. Là các người. Tôi cũng nghĩ là các cô sẽ phá tôi mà. Vậy sao? Còn nói bảo vệ tôi. Tôi chết rồi anh còn không biết đó. Bây giờ cô thắng rồi, muốn sao đây? Đi shopping đi. Shopping? Anh Bo. Sao rồi? Không đi dạo shopping hả? Anh không nghe thấy nhân chứng nói muốn đi shopping hay sao? Còn không mau đi đi. Cẩn thận nha, đi dạo shopping đó. Nè nè, cảnh sát Hồng Kông bây giờ đều phải giúp người khác làm khổ sai hay sao? Đáng đời hắn lắm. Đáng đời. Đợi đó đi. Vậy là làm cảnh sát ở đại lục vẫn tốt hơn. Nè, anh đi đâu đó? Để đồ lại đây. Đem đồ ra sau xe để đi, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Lên xe đi. Mở cửa xe. Được rồi, được rồi. Anh Bo, đây được gọi là cô gái hả? Anh nói cái gì vậy hả? Giúp đỡ một chút không được sao? Rồi, giúp thì giúp. Nhanh tay lên đi, nhanh lên. Ê, hai người kia làm gì đó? Đuổi theo họ, nhanh lên. Chết rồi, mau đuổi theo. Anh Bo, phía trước có xe đang chặn đường. Sao mà xui xẻo dữ vậy? Mau mở cửa ra. Đi mau. Hai người không sao chứ? Mau gọi xe cứu thương đi. Anh Bo, làm sao bây giờ? Gọi xe cứu thương đi. Tôi xin lỗi nha. Dạ xin lỗi. Chết rồi. Lầu 4. Tới rồi. Nè, sao quay lại nữa rồi? Có người muốn giết bọn họ. Mau kêu họ đi mau, đừng gạt chúng tôi nữa. Đưa đây. Tôi nói thật đó, đừng có giỡn nữa. Cái gì vậy? Có người muốn giết các cô. Mau đi đi. Ở bên đó đó. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Bên đó. Nhanh lên. Bên đó có xe kìa. Lên xe đi. Nhanh 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 nhanh. Số 8 đường Sơn Lâm. Các cô không thấy lúc nãy nguy hiểm như thế nào sao? May mà có thần thám Tiểu Bo. Tôi không cần cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ đi đâu? Bây giờ tôi sẽ đưa các cô đến một nơi vừa an toàn, vừa có nhiều cô gái muốn đến. Rốt cuộc là nơi nào? Nhà của tôi.
Không thành vấn đề. Tôi thấy rồi. Cảm ơn. Hùng ca, tôi còn tưởng anh không cho tôi vào nữa chứ. Hai ngày trước tôi cho người qua rồi. Bây giờ cái gì cũng tăng giá. Bột đó bây giờ ngày càng đắt. Sau này đừng có tìm tôi nữa. Muốn hù tôi hả? 7 năm trước hai anh em ta ở Quảng Châu làm công việc đó như thế nào? Là cậu không phải tôi. Là cậu liên lụy tôi đó. Tùy anh thôi. Hai anh em chúng ta không cùng hưởng phú quý, cũng từng nhau trải qua hoạn nạn rồi. Tôi cũng không muốn phân gia sản với anh. Không lẽ muốn tôi nuôi cậu cả đời? Chuyện đó là tất nhiên rồi. Bây giờ anh sống tốt rồi, tôi còn tìm người giúp anh làm chứng minh thư giả. Nếu như người ta bí mật tố cáo cảnh sát, anh thử nghĩ coi, anh bị cảnh sát bắt là cái chắc, sẽ bị người ta đưa về đại lục luôn. Đến lúc vụ án của anh bị thẩm tra lại thì thật là thảm hại. Được, tôi cho cậu. Vậy là đúng rồi. Cũng ngon thiệt đó. Hùng ca, chỗ mình có hàng ngon, muốn thử một chút không? Loại hàng này rất đắt, khó mua lắm đó. Nếu anh không làm thì tôi tự làm đó. Xin lỗi nha. Để tôi thử nó mới biết được. Tôi thử trước đó nha. Phải hắn không? Không phải, đèn còn chưa tắt. Xin mời vào. Đừng khách sáo. Cứ tự nhiên nha. Thật ngại quá. Một gã cô đơn là như vậy đó. Nhìn xem nè. Để tôi đi giặt. Bây giờ tôi pha cà phê cho hai người uống. Tối nay vào lúc 9:30 ở phía đông Hồng Kông, căn hộ trước lầu 8 tòa nhà Gia Hỷ Lợi phát sinh vụ cháy nổ. Phía cảnh sát phát hiện một thi thể bị cháy đen. Dựa theo báo cáo của nhân viên cứu hỏa tại hiện trường, nguyên nhân gây nên vụ cháy là do xì bình ga. Theo dân cư gần đó, thân phận chủ hộ là bí mật, nghi ngờ có qua lại với xã hội đen. Phía cảnh sát đã thành lập đội ngũ điều tra. Gia Hỷ Lợi. Nè, bây giờ hai cô ngủ ở trong phòng, tôi ngủ ở phòng khách là được rồi. Nè, nước ngọt này uống đi. Ủa, hai người cãi nhau hả? Bạn trai cô ta mới vừa bị nổ chết rồi. Lần này mình gặp may rồi. Để tôi đi khuyên cô ta. Lần này chính là cơ hội để mình theo đuổi cổ. Ra ngoài đi, đừng phiền tôi. Tôi không phải đến phiền cô. Tôi đến làm cô vui vẻ thôi. Tôi không cần, anh ra ngoài đi. Tôi biết tâm trạng cô bây giờ rất bi thương và đau khổ. Để tôi giúp cô phát tiết một chút được không? Tôi đến đây. Bây giờ tôi sẽ giúp cho cô. Ê, sao muốn nhanh như vậy? Thoải mái chút đi. Cô không nên nghĩ nhiều như vậy. Tôi bạn trai cô chết rồi. Dù gì vẫn chưa kết hôn mà. Không cần buồn dữ vậy đâu. Để tôi giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này được không? Anh chịu giúp tôi. Đương nhiên rồi. Việc gì cũng được hả? Nhảy xuống biển lửa không hối tiếc. Nếu như làm việc ngoài trách nhiệm của anh thì sao? Chỉ cần làm cô vui, làm trâu làm bò tôi cũng chịu.
đưa tôi đến nhà xác. Nếu như anh không làm được, sau này tôi không quan tâm anh nữa. Được. Nhưng mà những nơi đó cô không thấy sợ sao? Có anh bên cạnh tôi mà. Phải. Ở đây nè. Cô đợi tôi một chút nha. Chú Bản, không được đâu. Nếu để cấp trên biết được thì không có được đâu. Không sao đâu, chú không nói tôi không nói ai mà biết. Không lẽ bọn họ sẽ nói? Tôi đã nói với cậu rồi, không có được đâu. Chú Bản có tình nghĩa chút đi. Tình nghĩa cái gì? Bán được bao nhiêu tiền? Không được. Chú coi thử đi. 200 đó. Chỉ có 200 thôi sao? Cô xác chết đâu phải đi coi biểu diễn. Bán một chút xíu đi. Được rồi. Sao đây? Cứ vậy đi, nói chuyện không lại cậu mà. Vô đi. Cảm ơn chú Bản. Coi kỹ chút nha. Chú Bản, sao chú giỡn chơi với tôi hoài vậy? Cậu nói coi xác chết ai biết coi người nào. Được rồi, giúp đỡ chút đi. Chú Bản nhất quyết vậy đi ha. Lại đây, lại đây. Tôi hiểu rồi, cho chú thêm một chút nữa nè. Giữ đi nha. Vậy nha, vậy nha. Giúp đỡ đi. Phải người này không? Chú Bản, tôi muốn xem người hôm qua bị nổ chết, chú đem cái xác đen thùi lùi đó ra để làm gì? Cậu muốn xem người bị nổ chết mà, thì là người đó đó. Tại sao trên chân lại có ống sắt? Tại sao trên chân lại có ống sắt? Lúc còn sống có thể từng bị gãy chân, đã làm phẫu thuật qua rồi. Cảm ơn chú. Chúng ta đi. Cô ra ngoài đợi đi. Chú Bản, tôi đủ nghĩa khí rồi chứ? Chú đúng là có nghĩa khí. Cho tôi mượn điện thoại được không? Cảm ơn nha. 266-366. Gọi cho ICAC làm gì? Tôi phải kiện cáo. Ở đây có nhân viên tham ô. Anh Bo, anh Bo, anh làm gì vậy? Tôi đâu có đắc tội với anh. ICAC hả? Anh Bo, đừng kiện mà. Tôi trả lại hết cho anh. À, ICAC hả? Anh Bo, đừng có kiện cáo. Trả hết cho anh luôn nè. Sao hả? ICAC hả? Anh Bo, đừng kiện cáo. Tôi trả hết cho anh luôn đó. Hết rồi sao? Được rồi, được rồi. Cúp máy nha. Thật sự hết rồi hả? Hả? Tạm biệt nha. Tôi nghĩ chú nên đổi tên đi. Hồng Kông còn có số điện thoại 6 chữ số sao? Ngốc thiệt. Cái thằng quỷ sứ này nó lừa gạt mình rồi. Anh Bo, anh đúng là có cách đó nha. Chúng ta tốt nhất là đừng có nên manh động như vậy. Cô có thanh xuân, tôi có sự nhiệt tình. Nhưng để người khác nhìn thấy không tốt cho lắm đâu. Chúng ta chỉ có thể yêu đương, không thể có chuyện đó được. Chuyện gì vậy? Gặp may rồi. Tôi làm như vậy là trả lời phản ứng lúc nãy của cô đó. Nè, A Phụng đâu? Tôi không biết. Anh đừng nói với tôi là bị muỗi cắn đó nha. Tôi thật sự bị muỗi cắn mà. Cô đoán đúng rồi đó. Còn ở dưới thì sao? Còn phải hỏi nữa. Tất nhiên cũng là bị muỗi cắn rồi. Bị muỗi cắn. Coi chừng cánh tay của tôi đó. Anh đã làm gì A Phụng? Không có. Không có. Không có sao? Có. Tôi nói là có. Tôi vì cô ấy, cả chuyện không nên làm cũng làm luôn rồi. Tôi tưởng cô ấy sẽ hiểu nỗi lòng tôi, nên tôi đã làm những gì tôi nên làm rồi. Không ngờ những gì không làm cô ấy cũng đã làm rồi. Đánh tôi thành ra như vậy. Anh bỏ ý nghĩ đó đi.
Cô không thể thích anh được đâu. Sao vậy? Người đàn ông phong độ như tôi vậy mà không thích hay sao? Vậy cô ấy thích người đàn ông thế nào? Nhất định không phải là anh. Cô đừng có coi thường tôi. Tôi nhiều tà lẻ lắm đó. Tôi xin anh đừng có nằm mơ nữa. Sao cô nói tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu tôi không có được A Phụng, tôi sẽ cua cô đó. Tôi nói giỡn thôi. Tưởng tôi bị đuôi hả? Nè, tôi giỡn thôi mà. Coi như tôi sai, được không? Ngồi xuống rồi nói. Cô muốn tìm người cũng khó lắm. Nếu cô giúp tôi theo đuổi A Phụng, tôi sẽ giúp cô tìm người đó. Vậy là công bằng rồi. Anh chịu giúp tôi thật hả? Nói thật cho cô biết nha. Biệt tài của tôi là dạng vật thông. Chỉ cần tôi ra ngoài ngóng một chút. Đừng nói là tìm người, tìm thần tiên cũng được đó. Tôi giúp cô tìm người. Cô giúp tôi theo đuổi A Phụng. Theo đuổi A Phụng phải coi bản lĩnh của anh. Tôi sẽ ở trước mặt cô ấy, nói vài điều tốt đẹp về anh, được không? Được, được, được. Tên kia đang ở đâu? Không biết, nói. Nói đi. Nhân duyên nhiều như vậy, làm sao tôi biết được nhân duyên kia ở đâu? Nè, có ai rượu mà không uống, muốn uống rượu phạt chứ? Vậy cô làm đi. Anh à, tôi nói cho anh biết, nếu như anh không chịu nói, sẽ chịu thiệt thòi đó. Có lợi ích gì cho tôi? Tôi sẽ đưa anh tới trại cai nghiện, giúp anh làm lại từ đầu. Tôi không làm. Tôi không biết gì hết. Để tôi nói cho anh nghe. Nè, hắn đang ở đâu? Có tiền. Ở thiên đàng. Hắn chết rồi hả? Không phải vậy. Vậy tại sao trên thiên đàng? Thiên đàng là nơi bọn tôi hút chích. Đó là ở đâu? Cô cho hắn nhiều tiền như vậy là muốn hại hắn đó. Người như vậy hút chích sớm muộn gì cũng chết. Quan trọng nhất là tìm bạn trai của cô. Cũng may có tôi giúp hai cô đó. Đi. Nói xạo. Đi mau. A Thành, anh Bo tới rồi sao? Andy, hắn nhập viện rồi hả? Tại sao? Còn tại sao? Hắn mắc bệnh thế kỷ, bệnh SIDA đó. Mau đi xem hắn, tốt nhất là nhanh lên. Nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Andy, anh tới rồi hả? Tôi ở đây lâu như vậy, anh là người đầu tiên tới thăm tôi. Sao anh lại như vậy? Tụi nó nói nếu là anh em thì cùng nhau tiêm chích đi. Anh biết, con đường này đã theo lâu như vậy, tôi không thể dứt ra được. Không ngờ sau khi tiêm chích xong, trong kim có virus.
Bây giờ tôi chỉ đang chờ chết. Nếu như lúc đầu tôi không sợ chết thì người làm nội gián sẽ là tôi. Còn người nằm ở đây không phải là anh. Đừng nói nữa. Có ai tình nguyện làm nội gián chứ? Như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu lúc đầu để bọn họ phát hiện ra thân phận của mình thì bọn họ sẽ chém chết hoặc ném xuống biển. Tôi có thể giúp gì cho anh? Ngày mốt là sinh nhật mẹ tôi. Giúp tôi nói cho bà ấy biết tôi hình thành thói cờ bạc hút chích. Kêu bà ấy hãy quên tôi đi. Anh Bo, rốt cuộc sao rồi? Hỏi được chưa? Nè, rốt cuộc có chuyện gì? Nè, nói chuyện đi chứ. Hùng ca, cô ta chính là Oshima đến từ Nhật Bản. Bức tranh đó đem đến chưa? Cho hắn xem đi. Tốt lắm, vẽ rất đẹp. Vẽ rất đẹp. Chỉ tiếc là đồ giả. Đuổi theo. Lái xe kiểu gì vậy? Nè, chạy đi đâu vậy? Trời ơi, giết người rồi. Giết người rồi. Cảnh sát đây, có chuyện gì? Đứng lại. Tôi thấy người đàn ông đó chạy vô công viên rồi. Người quản lý đó bị hắn bắn chết luôn. Bà đã nhìn kỹ chưa? Ngoại trừ mắt, mũi, miệng thì còn thiếu một chút. Vậy là không phải rồi. Thử lần nữa đi. Nhớ kỹ lại đi. Tôi nhớ cái gì nữa đây? Bức tranh ở đâu? Cô là ai? Tôi cũng tìm bức tranh đó. Come on.
Muốn chết sao? Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì rồi đó. Cô chỉ muốn tiền, tôi chỉ muốn tranh. Chúng ta nên hợp tác với nhau. Hợp tác hả? Tôi cũng là người Nhật Bản. Chúng ta là người chung một nhà. Tôi nghĩ cô sẽ không bán đứng tôi đâu. Được. Vậy thì hợp tác. Hình như ở đây. Nè, nhìn xem, nhà này sắp bị đập rồi. Anh không gạt tôi chứ? Không đâu, hắn sẽ không gạt chúng ta. Vào trong coi thử. Nè, nơi này vốn dĩ đâu có ai ở. Đúng rồi, sao một bóng người cũng không thấy vậy? Qua bên kia. Chú à? Chú. Tìm ta hả? Cho hỏi nhà số 8 ở đâu? Nhà số 8. Chú biết ở đâu không? Không biết. Chú à? Tôi nói không biết rồi, đánh chết tôi cũng không dọn đi đâu. Chú à? Sao không trả lời vậy? Chắc là ở đây rồi. Có ai không? Nơi đây nhìn không giống là có người ở. Anh Bo chết tiệt. Nói bậy bạ không à? Em à, đừng sợ. Ông chủ nhà số 8 có phải ở đây không? Em gái, cho tụi anh hỏi một chút nha. Lại là các người định hù dọa cháu gái tôi hả? Mau đi đi. Đi nhanh lên đi. Đi hết đi. Nếu không ta sẽ đánh chết các người đó. Đi đi. Có đứa trẻ cầm cũng ăn hiếp nữa. Đi thì đi chứ ông già chết tiệt. Đồ thần kinh. Đừng sợ nha con. Có ông nội đây rồi. Đừng sợ nha. Tiểu Bo chết tiệt, tiểu Bo thúi hại chúng ta bị chửi như vậy. Nhìn xem đây là cái gì nè. Gallery. Ông chủ làm phiền ông. Các người làm nghề gì? Ở đây là nơi bán tranh. Nếu muốn tìm người thì ra đồn cảnh sát hoặc tìm phòng thám tử đi. Cô hỏi lại đi. Ông chủ. Được rồi. Có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không có biết đâu. Ông chủ, cho tôi hỏi một chuyện. Chuyện gì nữa? Gần đây thấy người này đến đây không? Tôi không có nhớ. Vậy cho hỏi, năm ngoái có người đến đây không? Ông chủ, thật ngại quá, cảm ơn ông. Được rồi, đi thôi, chúng ta còn chưa hỏi được mà. Anh yên tâm, tôi có cách rồi. Phụng à, đi thôi. Được, đi thôi. May mà hôm nay tâm trạng tôi tốt, không thì đốt tiệm của hắn rồi. Chúng ta tiếp tục tìm người đi. Tìm người? Ở đâu chứ? Không biết nữa. Không phải rất nhanh sẽ biết được sao? Bởi vì tôi đã nắm được một manh mối quan trọng. Không lẽ hai người các người không chú ý dấu ấn bên trong bức tranh đó? Với dấu ấn mà cô bé đó vẽ rất giống nhau. Vậy ý của anh là, có thể nói là cô bé đó đã thấy qua người đóng dấu ấn đó rồi. A Thanh, người bạn mà cô tìm nhất định trong căn nhà đó. Nói thật là các cô có cảm thấy năng lực quan sát và phân tích của tôi rất là sâu?
Rất là sâu. Nhưng không phải anh, tiểu tử thúi, đầu người óc heo, có thông minh được không vậy? Là Tiểu Thanh nói cho anh biết sao? Không phải, tôi tự quan sát thôi. Tôi tin anh, mới lạ đó. Chúng ta tới đó xem lại đi. Đừng có xạo nữa. Đừng nói tôi không giúp anh, chỉ là bản thân anh không chịu thua thôi. Một chút trắc trở sẽ giúp ta tăng thêm độ tự tin. Tôi nhất định sẽ theo đuổi được cô. Nè, đợi chút. Gì à? Có nhớ dáng vẻ của hắn không? Hình như cũng na ná giống vậy. Có phải người này không? Đẹp trai dữ vậy. Hắn có đem kính không? Tôi đâu có nói là hắn, chỉ nói hắn đẹp trai thôi mà. Xem lại lần nữa đi. Giống chút xíu rồi đó. Con gái, không còn sớm nữa, đi ngủ đi con. Đúng rồi, đi lên ngủ với ông nội đi. Chính là hắn. Em đến rồi hả? Đến rồi, đoàn tụ rồi. Quan hệ tay ba cũng không tệ đó chứ. Bây giờ quan hệ tay bốn mới phức tạp đó. Vậy tôi thì sao? Em có điện thoại nè. Alo. Hay lắm, cảm ơn nha. Em biết bức tranh đó ở đâu rồi. Tốt lắm. Biến đi. Tiện nhân, dám cắm sừng tao. May mà anh Hùng thành thật nói cho tao biết. Tao cho mày nếm chút cực khổ. Thằng Hùng, lần này nhất định mày sẽ bại trong tay tao. Tại sao cô phải làm vậy? Cô có biết hậu quả của việc gọi cuộc điện thoại đó không? Tôi không quan tâm. Cô thật ích kỷ. Làm vậy sẽ mất đi bạn bè đó. Không thành vấn đề. Bạn bè như vậy, tôi không thiết tha gì đâu. Con người vĩnh viễn không trân trọng thứ đang có. Mất rồi hối hận cũng đã muộn. Điều tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi. Nếu cô thực sự cảm thấy bạn bè không quan trọng thì người bạn này còn có ý nghĩa gì nữa? Có bạn bè vẫn tốt hơn chứ. Thank you.
Anh theo tôi về đi. Cô cũng biết hậu quả khi tôi trở về mà. Vụ án 7 năm trước anh vô tội, nhưng bây giờ trong tay anh có bức tranh mà quốc gia đang tìm kiếm. Không lẽ cô không thể vì tôi một lần? Như vậy không đáng đâu. Cô đi đi. Tôi đã đợi anh 7 năm. Người mà cô đợi đã chết rồi. Anh chưa chết, chỉ là anh thay đổi thôi. Coi như tôi thay đổi rồi đi. Anh gạt tôi, nhưng anh không thể gạt được bản thân mình. Cô về đi, đừng tìm tôi nữa. Lúc nào anh cũng gạt tôi. Anh thật là ích kỷ. Chị Tiên ở bên đó. Qua đây. Anh Hùng. Anh Hùng à, mau chạy đi. Họ tìm đến đây đó. Lên lầu. Đập nát cái cửa sổ đó đi. Làm sao đây? Để tôi. Vào đi. Vào trong. Làm gì vậy? Tôi biết sẽ có ngày này. Theo tôi. Nhảy qua. Bên kia. Lái xe đi nhanh lên. Đừng cử động. Nhà đầu thúi, bỏ súng xuống. Giao bức tranh ra. Giao bức tranh ra đây. Tao cho mày 3 giây. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không biết chịu được mấy nhát dao nữa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dừng lại. Thông báo cho Isama đến giao dịch. Dạ. Bây giờ cô thả người được rồi chứ? Tôi đã nói rồi, anh mang bức tranh tới tôi sẽ thả người. Đi thôi. Rốt cuộc cô muốn gì? Muốn gì sao? Anh không có một chút thành ý nào.
Còn muốn hỏi làm gì? Tôi đâu phải không cho anh cơ hội. Tôi có được lợi ích gì? Đây là vết sẹo suốt đời, không thể xóa mờ được. Anh có tư cách cầu xin sao? Đứng im. Anh có tư cách gì để cầu xin? Trừ khi anh có bản lĩnh dỗ tôi, đến khi tôi cho anh thêm cơ hội. Chị Tiên, giày của chị bẩn rồi đó, để hắn liếm sạch giày của chị, thử xem có thành ý không. Cô muốn chơi tôi thế nào cũng được, thả cô ấy ra đi. Chơi mày, chơi mày có gì vui chứ? Tao muốn chơi thì phải chơi con nhỏ này. Đứng chị. Mày không muốn thì tao cũng cho mày coi. Coi đi. Mày giỏi lắm sao? Chống cự đi. Giỏi lắm hả? Cho mày chết. Còn nhớ buổi tối, ngày mà anh hẹn tôi đi dạo phố không? Nhớ chứ. Tối hôm đó là đồng chí, tôi đã đợi cô rất lâu. Phải trang điểm mà. Thì ra đánh son mất nhiều thời gian như vậy. Nói thật nha, tối hôm đó cô thật sự rất đẹp. Còn lại hai chúng ta ở đây đợi chết sao? Có tôi ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu. Bọn họ nhiều người như vậy, làm sao đánh lại? Một mình tôi không thể rồi. Để tôi đi kiếm người. Kiếm ai? Đương nhiên tôi có cách rồi. Bây giờ anh tìm cách gì đi. Cô đừng nói nữa. Để tôi kiếm cách chứ. Tới rồi kìa. Mượn điện thoại gọi chút. Bên phía cảnh sát đang truy nã một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nghi ngờ hắn là chủ mưu của vụ án nổ súng với nhân viên quản lý. Tổng bộ mời tổ trọng án nghe máy. Nghe nè, cùng ngày ở ngọn núi đó phát hiện thêm nhiều thi thể. Phía cảnh sát nghi ngờ sao đang báo thù. Bây giờ phía cảnh sát đưa ra 300.000 để truy nã những nghi phạm này. Bây giờ nghi ngờ họ giết người sao, không cần căng thẳng như vậy. Hắn vượt biên từ đại lục qua, chứng minh thư của hắn là giả. Là anh trai tôi cho hắn. Sợ cái gì chứ, đi thôi. Tôi xem kỹ rồi, bức tranh này là thật đó. Chúng ta giao dịch thành công. Dù gì các người cũng muốn chết như vậy, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện. Tiểu Bo, A Phụng nắm lấy.
chia ra đuổi theo. Dạ. Tiểu Bồ, nếu cô ép tôi sẽ phá hủy bức tranh đó. Tiểu Thanh, không sao chứ? Nhanh lên. Pha Phụng à, nhất định không được để chúng bắt anh Hùng. Nếu như bị cảnh sát đưa về nước, anh ấy nhất định sẽ bị tử hình đó. Được, tôi biết rồi.
Tôi không phải là chưa thử qua. Dừng lại. Dừng xe. Anh đã bị bắt. Anh đã bị bao gì? Tiểu Thanh. Tiểu Thanh. Đừng mà!